hello xin chào mọi người hôm nay mình lại kể cho mọi người nghe một câu chuyện buồn về người trung quốc nói chung là bạn này là là ngày xưa là làm cùng công ty với mình ấy làm cùng bộ phận với mình À, cũng lúc đấy là cũng yêu anh đấy là yêu cùng thời điểm với mình mới chồng mình nhưng mà yêu sau yêu, yêu 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 sau một tí thế là kiểu lúc đấy là mình cũng có bầu rồi thế là cô nàng này cũng kiểu yêu ông kia quá ấy. cứ lúc nào cũng xin vía bảo là có bầu các kiểu ấy thế xong cái gì nói chung là ước thì cũng đến ấy thế là nói chung là cũng có bầu các kiểu rồi xong uh, đến lúc là lúc mình bầu khoảng bốn năm tháng rồi à nhầm phải sáu bảy tháng rồi ấy thì bạn ấy bắt đầu mới có bầu đến bây giờ cũng được tầm uh, Chắc là cũng tầm bây giờ là tầm 6-7 tháng của bạn ấy rồi Nhưng mà lúc trước có bầu thì là đúng cái dịp mà đội kiểu như là đội 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 đội, đội nhân viên ở bên lắc xe đều phải về Trung Quốc thế là thì chồng mình cũng về thì người yêu bạn ấy cũng về người yêu bạn ấy về đến nước thì bạn ấy phát hiện là bạn ấy có bầu ấy lúc đầu thì cũng có ý định là cưới hỏi đồng hoàng nhưng mà không hiểu sao nói chuyện qua lại một thời gian sau kiểu như là nói chung là nhà bạn nữ này thì lúc đầu cũng không đồng ý lắm nhưng mà xong thì bạn ấy cũng cứ cố cương quyết ấy thế thì đồng gia đình cũng đồng ý rồi nói chung là đồng ý xong hết rồi thế là đến nhưng mà đến sau này khoảng 2-3 tháng sau thì bạn nam này bị mất liên lạc luôn thì bây giờ là im luôn rồi có thể là bạn ấy nghe kiểu như nghe người nhà của bạn ấy ấy Hoặc là thế nào đấy ấy Thế bây giờ là không qua lại Việt Nam để đón bạn nữ ấy nữa Mà bạn nữ đấy thì bây giờ sắp sinh rồi Mà nghe đâu bảo là cũng là trai thành phố hẳn hoi nha Chứ không phải là ấy gì đâu Nhưng mà nói chung là đấy Ở đâu cũng có người này người kia Chứ không phải là cứ lấy về thành phố là sướng đâu Bởi vì mình cũng có gặp một vài trường hợp là uh, Kiểu như là có người yêu ở thành phố Ở Thượng Hải các kiểu hẳn hoi Nhưng mà tính lại ra trưởng hoặc là có thế nào đấy không tốt ấy thế nên là cũng không đi đến được với nhau hoặc là đến được với nhau nhưng mà cuối cùng cũng khổ khổ thế nên là mấy bảo là ở đâu ở nông thôn này ở thành phố cũng được miễn là mình hạnh phúc là được gia đình nhà mình nhà chồng mình yêu thương chiều chuộng mình là được chứ không nhất thiết là cứ phải là về thành phố mới sướng đâu mọi người ạ thật sự đến giờ vẫn thấy buồn cho cái đứa bạn của mình ấy tại vì ngày đấy nó yêu thằng này lắm mà mình cũng bảo là thôi à, kiểu như mình không bảo nhưng mà mình uh, kiểu mình nhìn thằng này ấy mình cũng nghĩ là nó không phải tốt đẹp gì rồi nhưng mà mình không dám nói tại vì lúc mà họ yêu nhau ấy mình nói thế nào thì người ta cũng không tin đâu nên bây giờ thì nói chung là nó cũng tỉnh ngộ ra